Hôm nay mời mọi người ra bánh tráng tuổi thơ nha. Mai có bảng rồi, mọi người đi khắp mọi nơi là đều thấy cái bảng của chú nha. Chú cảm thấy hài lòng với cái bảng này Rồi, hài lòng các ok được không? Xem bánh tráng này đảm bảo là các bạn mà gọi là lửa gia ơ đó, các bạn sẽ biết nè. Hoặc là các anh chị mà sống trong khu vực quận 11 đó là cũng sẽ biết 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 tới chú Năm á. Đây là bánh tráng chỉ có 14.000 thôi. Có trứng cút nè, có rau, có xoài nè. Một cái hương vị rất là truyền thống và tuổi thơ, mọi người có thể thử nha. Đây là mọi người đi từ bên kia á, mọi người đi hướng bên kia, mọi người đi xuống là nhìn ở đây không biết chú bán gì hết trơn. Chỉ thấy cái xe màu xanh thôi. Đúng rồi, tại vì đó là cái người lạ thì nó không biết gì, thì cái người quen nó đi dòm nó biết, tại nó quen ăn từ hồi từ nhỏ lớn rồi nó biết rồi. Đây là bánh tráng phải gọi là cái Bánh sợi nó bé xíu ngon lắm. tráng là tuổi thơ, bánh tráng là bánh tráng vì nó đích đặt ra là bánh tráng huyền thoại. Đúng rồi. Con xin phép chú là con sẽ tặng cho chú một cái bảng hiệu Rồi, nhỏ cảm ơn. nhỏ để cho mọi người nhìn thấy, mọi người biết là chú Năm bán bánh tráng trộn nha. Rồi, cảm ơn nha con. Nguyên là bán cái bánh tráng thì được bao nhiêu lâu rồi? Tính ra gần 30 năm rồi. 30 năm. Đây là trường cũ của mình ăn của chú từ hồi còn nhỏ luôn. Xong rồi dạo gần đây đi ngang đây thì thấy lại chú. Nhưng mà chú thì có bữa bán bữa không phải không chú? Tôi có bán chứ, mà đều cái ngày mà nghỉ á, như hồi đó con nhớ là ngày 24 tây 25 tháng 8 tây là nghỉ. Con giờ giờ cũng phải biết, con học ra thì nhớ rồi. Từ hồi đó giờ mấy chục năm nay có ngày đó là nghỉ. Còn cái ngày thứ bảy chủ nhật á là làm rồi là muối với làm thành phi rồi, ở nhà thì ở nhà bán gì bán gì làm. Nhà chú là ở đâu chú? 328 đường Lò Siêu, đường phường 13, quận 11. Là chú bán ở nhà luôn. Ở nhà luôn. Đó là bữa nào ra đây mà không gặp chú là cứ lại nhà chị bây giờ chú mua bán ở đó phải rồi. Không? Thì bán đi rất rất 2 khung giờ đây ha. Rồi về nhà bán thêm khung giờ là từ 7 giờ tới 9 giờ. Thường là chú bán ở đây là mấy giờ nè? Sáng là 10 giờ bán tới giờ 12 giờ 12 giờ mấy về nhà ăn uống nghỉ ngơi, rồi chiều 3 giờ ra bán tới 6 giờ 6 giờ mấy. Mình nếu còn bao nhiêu chú? 14.000. 14.000. Mình lớn là bao nhiêu chú? Mình lớn hơn, nhưng mà gấp đôi là 28.000. Còn ai muốn ăn ít đó, thì 15 20. Ở đây là cái mặt trên của xe chú bị bể rồi nè. Hồi đầu đi ngang tưởng nó bằng thiết nhưng mà không phải, bằng bằng nhựa. Chắc là con sẽ làm một cái bảng cho chú ở đây luôn nha. Hy vọng chú sẽ thích cái món quà nữa coi nha. Rồi, cảm ơn Một, con. hai, ba. Đây con vẽ chữ bánh tráng trộn tuổi thơ. Rồi con vẽ cái năm mà chú bắt đầu Bán phải không? bán nè. Rồi con vẽ chữ kính mời. Xong rồi con vẽ những cái món mà chú có. Rồi. Hy vọng với cái bài này là chú Năm sẽ bán được nhiều hàng hơn để đi về sớm hơn nha. Rồi, cảm ơn con. Đây. Dạ, Nói không chú? rồi. Bánh tráng trộn nha. Rồi. Nay có bảng rồi, mọi người đi khắp mọi nơi là đều thấy cái bảng của chú nha. Chú cảm thấy hài lòng với cái bảng này không? Rồi, hài lòng các ok được rồi. Rồi, Yeah. bye Hôm nay hãy cùng vẽ hạnh phúc đi, vẽ nụ cười với chú Năm nha. Rồi, cảm ơn các con. Cảm ơn chú Năm.